Hôm nay mình cập nhật là cái nhánh sung mà hôm trước mình giâm cành đó các bạn. Mình có chia sẻ với các bạn trong cái clip mà nhân giống cây sung đó ha. Nay cũng được khoảng gần 20 ngày rồi các bạn. 20 ngày mà nay nó đâm tược mạnh rồi các bạn. Như các bạn thấy thì mấy cái tược nó đâm ra chồi non nhiều rồi. Mình thấy nó cũng đang phát triển sáng khỏe ha. Thì như năm tường vậy là ở dưới là cái rễ non nó cũng đang ra đó các bạn. Loại này thì này năm tường là nó sống ra rễ sống thiệt chứ không có sống giả ha. Còn đây là cái khúc lớn đó các bạn. Bữa sẵn rồi mình trồng nó luôn nè, nay nó cũng đâm tược luôn nè các bạn. Thấy cũng dễ nhân giống các bạn ha. Vậy thì mới mốt mình có cái mini mình chơi các bạn. Mình dâm cành cho nó nhanh ha, mình chiết ghi cho mất công. Chiết thì nó lâu ha. Mình trồng cây con nó cũng lâu đó các bạn. Giờ mình làm bằng cách này cho nó nhanh ha. Mình thấy dâm cành vậy nó cũng dễ sống các bạn. Mấy cây hôm trước mình chia sẻ các bạn á, thấy nó cũng sống đều hết rồi. Sẵn đây mình chia sẻ cho các bạn cái cây sung mini của mình các bạn. Cây này thì mình trồng từ cái con các bạn. Nay chắc cũng 2 năm rồi, hơn 2 năm rồi. Hôm nay mình đem ra mình thay chậu nữa các bạn. Lúc trước mình trồng nó chỉ đâu bằng ngón tay út à, mình nay cũng lớn rồi các bạn. Hôm nay sẵn làm clip thì mình thay cho nó cái chậu mới luôn các bạn. Thì dưới cây sung này thì nó nhanh lớn các bạn, nhưng mà mình trồng ngoài đất thì nó nhanh, chứ mà mình lên chậu mình ép nó riết thì nó cũng lâu lớn các bạn. Chỉ có cái là nó già đi thôi ha. Mấy cây sung này mình uống mình đi kẽm nó nhanh xiết kẽm đó các bạn. Mình phải canh mình để mình tháo kẽm ha. Vì cái thân nó là cái mình nước đó các bạn. Cái này mình quấn kẽm thì quấn kẽm to to xíu, chứ quấn kẽm nhỏ thì nhanh ăn vô thân lắm. Nhưng mà cây sung thì nó mình uống kẽm thì cũng lâu chết dáng nữa, vì cái thân nó mềm, là khi mình tháo kẽm xong cái rồi cái ngọn nó phát triển cái nó trả lại các bạn. Mình phải thay kẽm thường xuyên. Dù xong đợt kẽm này mình thay mình vô cái đợt kẽm khác mình giữ cái form lại nữa ha. Nhưng mà cái cây này mình trồng nay cũng 2 năm hơn rồi mà nó chưa ra trái các bạn. Hình như cái cây con nó lâu ra trái các bạn. Mình cũng không biết cách nó làm cho nó ra trái nữa. Trồng cứ bỏ đợi đó, lâu lâu cái đem ra chỉnh sửa thay kẽm rồi các bạn. Cái sung này mình cứ cắt tỉa thường xuyên các bạn, cắt lá nó riết thì lần lần cái lá nó nhỏ lại các bạn. Mình chơi cây mini thì mình xiết cho cái lá nó nhỏ lần lần lại cái mình chơi cho nó đẹp ha. Này mình vô chậu nó mới lá nhỏ vậy các bạn, nếu mà trồng ngoài đất thì lá nó lớn lắm. Thì cây này mình thay chậu mình đi kẹp sơ lại các bạn, mình chỉnh cái form lại ha. Khi mình cắt tỉa lá cho nó các bạn thì cái lá mình cắt mình chừa lại miếng lá các bạn. Mình chừa trong cuốn lá ra một miếng ha, để cho lá non đợt sau nó ra nó quen với cái form đó đó các bạn.
mình làm đi làm lại nhiều lần vậy các bạn, thì dần dần cái lá nó quen với cái form thì nhỏ dần lại. À cây sung này mình cũng có thử làm trái cho nó rồi các bạn, có nhiều anh em cũng chỉ xiết cái thân nó rồi với băm vỏ dưới gốc cây rồi ha, nhưng mà mình cũng làm mấy lần mà nó thấy nó không có hiệu quả các bạn. À, như các bạn thấy mình có xiết cái cọng dây gốc nữa đó, nhưng mà dây gốc thì nó xiết không được nhiều các bạn. Nhưng phần chắc cây non anh nó chưa ra trái các bạn. Rồi các bạn nào mà có kinh nghiệm mà làm trái cây sung thì có gì chia sẻ cho mình với phần bình luận để mình biết ha. Sau 2 tuần mình thay chậu thì cây nó đang ra lá non các bạn. Hình xanh mướt luôn ha. Rồi đến bên đây cũng kết thúc rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt các bạn.